Ui trời ơi cái ông này. Tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình lại tiếp tục thử thách những ông người rừng nha các bạn. Và hôm nay mình thử thách ở đây là hai con gà. Hai con gà này siêu to đấy. Mỗi con này phải hơn 2 kg. Bây giờ mình sẽ gọi hai ông người rừng vào đây ăn như là một thằng chết đói, xem là ai ăn nhanh nhất, ai mà ăn chậm thua, người đó sẽ bị chịu phạt. Ok, do đây hai ông người rừng đấy. Và bây giờ hai ông người rừng đã vô rồi đấy, mình sẽ nhường chỗ, như kiểu đang vừa mới đi làm nên là hơi bị quần áo hơi dơ xíu, các bạn thông cảm nha. Bây giờ thì bắt đầu hai ông người rừng sẽ bắt đầu chiến. Bắt đầu chưa? Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Ăn nhanh nhá. Rồi, đây là muối tiêu chanh, còn đây là muối ớt chanh. Ôi, mình nhìn hai ông người rừng ăn xem nào. Mấy lâu rồi được ăn một bữa này. Đúng rồi. Dạo này gần đây là mấy ông người rừng ăn hơi bị ngon. Ôi dồi ôi, rất chi là to. Không chưa? Quá đại ạ. Trời ơi, ăn kìa. Wow. Ôi, mời tất cả mọi người nhá. Wow. Rồi tôi chiến cho con người. Được không? Có cần thi không? Ông người rừng chuẩn bị ở đây là gì đây? Rượu hay gì đấy? Đấy là rượu. Của mình là gọi là phải có mùi là phải có rượu vào. Bữa trước mấy ông ăn thử thách trứng là không ăn thắng nên là trận này chuẩn bị rượu các bạn à. Mấy ông bảo là phải có rượu thì nó mới dễ xuống. Đấy. Ôi ăn đi trời. Ôi giời ơi. Các bạn nhìn mấy ông người rừng ăn chưa? Trời ơi là trời. Không biết ai sẽ là người thắng đây. Con gà này hơn 2 cân, mình không biết có thể ăn được không nữa. Chắc mới đầu thì ngon đấy. Cảm giác không? Cảm giác bây giờ như thế nào? Ngon lắm. Ui, ngon, ngon lắm. Ngon, nó béo. Ăn chỉ để lại, chỉ để lại xương thôi nhá. Cảm thấy mà. Để gọn vào. Hai con mới đủ ấy. Trời ơi, cái đùi kìa. Nhìn nó chắc thịt. Mỗi con là hơn 2 cân. Ôi giời. Hai ông này mà ăn được hết thì chắc sợ luôn. Ơt hôm nay nó kiểu không nhuyễn hay sao, không bám rồi. Nhìn ăn thèm thật các bạn ơi. Ôi, ngon thế. Hôm nay nó son thơ, nó chẳng có được. Giòn gà xuống không? Lâu đã ăn rồi. Sau mình sẽ tổ chức ăn đùi gà xúc xích cá viên chiên. Đấy. Cái đấy mình cũng tham gia luôn nha các bạn. Tại đây có 2 con gà, mình không thể tham gia được. 3 con là nãy giờ mình cũng chiến rồi, mình nhìn ăn thèm quá. Ôi. Nhìn mấy ông ăn này. Ôi trời. Ui trời ơi cái ông này. Khiếp này. Wow, con gà vẫn còn rất nhiều các bạn ơi, gà khá là to này. Wow. Này nó no rồi mai á. Không biết. Thôi cơm ạ. Bữa mà mình cho ăn trứng ấy các bạn, bảo là tối không ăn cơm được nữa cơ mà. No quá, quả trứng mới khá là to. Ôi giời. Cái gì đây, cái gì đây? Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh. Ui giời ơi. Đấy là cái món mì của nó ngon thế này cơ. Ui giời ơi. Nhìn các bạn ơi, ăn nhìn này. Khiếp thật. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Muối tiêu ớt cay cay. Vô. Ôi trời, cà phê đùi gà ăn cái trời. Ôi. Mắc kì ngon. Mấy ông này ăn khiếp thật các bạn ơi. Tưởng tượng như chết đói á. Cái này chắc là lâu ngày chưa được ăn à? Lâu lắm mà chưa được ăn gà. Nhìn ăn khiếp thật đấy. Gà vườn trong một ngọn nữa. Sau có vài phút mà con gà đã bị chiến một nửa rồi các bạn ơi.
Kinh thật đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nhìn mấy ông ấy ăn kinh thật. Mà nhìn ngon thật các bạn ơi. Ôi. Hình như bên này ít hơn rồi này. Gà vườn nó. Mà ăn như thế là không ngán à? Kinh ông này ăn kinh thật. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Tiêu này tiêu xanh à? Xanh. Giá mới ớt. Ôi ăn ghê thật. Mỗi xương nào. Vô. Như ăn chậm lại rồi hả? Không à, bây giờ mình mới cảm giác cái vị từ từ của nó. Có nghĩa là ăn chậm mình mới cảm nhận được cái vị ngon phải không? Ăn nhanh quá nó cũng không ngon các bạn ơi. Bây giờ mình cứ vậy. Có lúc ăn nhanh, có lúc ăn chậm, lúc nào mình thấy nó ngon quá thì mình phải ăn nhiều. Đấy. Kiểu bữa mình ăn nhanh quá chỉ nhanh mình cũng không cảm nhận được. Chính xác. Cái này chỉ còn một nửa con thôi các bạn ơi. Kinh. À. Ăn kinh rồi trời ơi. Kinh rồi các bạn ơi. Mình không bao giờ ăn được như thế các bạn ơi. Khiếp thật. Ui dồi ôi, cắn cái cổ kìa. Khiếp. Bên này như ngán rồi. Có khả năng cao nè. Cái anh mặc áo xanh này sẽ thua các bạn ơi. Uống rượu vào. Nói. Hình như con này to hơn các bạn ơi. Con này con gà trống này. Giờ mình sẽ vào mình ăn phụ một cái đùi đi. Quá. Kém quá các bạn ơi, nhìn không chịu nổi rồi. Vườn nó. Ôi trời ơi, trời ơi. Vườn dài lắm. Wow, dài chưa? Ngon kìa. Ngon nhức nách. Ngon lắm. Ít nhất phải có thêm người nữa vào nó mới có động lực chứ, một mình nó chán. Ngon quá. Mình tôi hết con này á. Ngon quá. Ngon béo nhờ. Ngán phết á. Đồng nghệ á. Ủa sao không ăn đi? Thôi hôm nay chịu thua rồi. Yếu thế à? Thương người chồng các bạn ơi. Anh cứ thử lần sau cho em. Lần sau em đấu anh, chép anh một nửa đấy. Lần này cắn anh lần sau rồi. Mình chịu thua nhé. Mọi người nhé. Mọi người nhìn con gà còn nhiều vây cơ mà. Ơi. Thế là của mình chỉ đến đây là mình tạm dừng nhé. Ông này em ghê thế các bạn ơi. Ăn rồi nó thua một mình ăn buồn quá. Còn ông này ăn ghê thiệt. Mình buồn quá. Ok thua rồi. Giờ còn mình như ngày đâu ăn. Ăn cái gì như chân đói. Ăn ghê thiệt kinh nhỉ. Ra mà ông kia ông mà chiến được thì mình ăn chiến đấy. Mà ông kia ông thua rồi thôi rồi. Mình một mình nó buồn quá. Chiến lúc này. Chiến lúc này. À, vì giả ngon quá. Ui giời ơi, cái ông này ăn kinh thật. Khiếp thật các bạn ơi. Ui ôi. Các bạn nhìn này. Ui giời ơi. Ăn ghê thiệt. Ui giời. Ôi thôi thôi. Ôi, trong này chiến thắng rồi các bạn ơi. Ông kia đã dừng cuộc chơi rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra mình xử phạt ông kia nha. Và cuối cùng thì mình đã tìm ra người thắng cuộc rồi. Đó chính là ông người rừng này các bạn ạ. À. Ông ăn quá ghê luôn. Và người thua chính là chú này. Và bây giờ chú này sẽ phải ăn trái ớt này nha các bạn. Rồi. Thôi thôi dừng đi được coi. Bên đây còn đang muốn ăn nữa hả? Vẫn muốn ăn nữa chứ. Vẫn ăn à? Thôi. Bên đây chịu thua rồi. Chịu thua rồi. Video khá dài rồi. Chắc mình sẽ dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp tất cả các bạn ở những video sau. Ăn ớt đi chứ. Đây. Wow.
Ui giời, ui giời. Ngồi đây cho anh em nhìn nào. Ôi chắc mình dừng video.